Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Quốc gia tái thiết, sống còn trong một thế giới suy tàn. Tác giả Jonathan Tepperman Người dịch Bùi Thanh Châu Đơn vị ủy thác bản quyền Phương Nam Book Bản chuyển ngữ này được xuất bản theo hợp đồng thỏa thuận xuất bản giữa Phương Nam Book và The Wiley Agency Giọng đọc tiếng thành Lời nói đầu 1 Những huyền thoại về sự suy tàn Đây là một quyển sách về tin vui Nội dung theo sau là bộ sưu tập những câu chuyện thành công mà tôi đã thu thập qua nhiều năm chu du khắp thế giới để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề to lớn của thời đại và các nhà lãnh đạo đã luận giải ra chúng. Trong 10 chương phía trước, tôi sẽ giới thiệu và đưa bạn tham quan một vòng các phòng thí nghiệm của chúng, vốn tình cờ cũng là một vài trong số những quốc gia thành công nhất hay chỉ ít thú vị nhất trên hành tinh này. Dọc đường tôi sẽ lồng vào những bài học lãnh đạo và những lời khuyên thiết thực về cách giải quyết vấn đề được chắc lọc từ những kinh nghiệm của họ. Tôi sẽ thiên về luận cứ ủng hộ niềm hy vọng trong thời điểm bao trùm sự u ám này hơn bất kỳ điều gì khác. Quyển sách này cung cấp một chứng cứ rõ ràng về khả năng giải quyết mọi vấn đề của con người. Vào thời điểm khi hầu hết chúng ta đều rầu rĩ kết luận rằng chính phủ của ta suy nhược, và những vấn đề đối nội và quốc tế của ta là không thể khắc phục được. Tôi lại muốn chứng tỏ việc các cá nhân thích hợp có thể vượt qua những trở ngại ghê gớm ra sau nếu họ đi theo những chiến lược đúng đắn. Quyển sách này dựa trên dữ dự kiện thực tế để biện hộ cho một cách nhìn lạc quan tại thời khắc bóng tối bao trùm. Tuy nhiên, trước khi đến với tin tốt, chúng ta cần bắt đầu với tin xấu như cách tiến hành của rất nhiều những cuộc đàm luận ngày nay chúng ta đang sống rốt cuộc trong một kỷ nguyên tàn tạ chưa từng thấy hoặc chí ít ta luôn được nghe như thế hãy mở một trang nhật báo hay tạp chí lướt qua tiêu đề của các quyển sách phi hư cấu trong hiệu sách hay click vào kênh thời sự và dòng thủy triều đen sẽ dễ dàng cuốn phăng bạn chào mừng như cách diễn đạt của nhà báo george parker của the new yorker đến với những màn gỡ rối tuyệt diệu tất nhiên hầu hết chúng ta không cần bất kỳ ai nói cho ta biết mọi chuyện đang bung bét ra sao ta cảm nhận điều đó mỗi ngày ta nghe về những tên khủng bố giết hại người vô tội và lo sợ cho gia đình mình ruột gan ta cồn cào khi nhìn những phiếu lương ngoan cố dậm chân tại chỗ nếu bạn cũng như tôi sống trong một thành phố lớn như new york bạn sẽ cảm nhận sự đau nhức nơi lòng bàn chân khi nảy tưng tưng trên những đoạn đường lồi lõm ổ gà hoặc chen chúc nhau trên những toa xe điện ngầm quá đông đúc. Khi đã về tới nhà, bạn đối mặt với điểm báo u ám hơn khi những hóa đơn và báo cáo tài chính ngân hàng gửi đến. Theo một nghiên cứu do Cục Dự trữ Liên bang tiến hành gần đây, 47% người Mỹ hiện có ít tiền trong tài khoản tiết kiệm đến nỗi không thể trang trải phí tổn khẩn cấp chỉ chừng 400 đô la. Bạn được nhắc nhớ về các vấn đề của mình một lần nữa khi những đứa trẻ của bạn hiện ra nơi ngưỡng cửa sau khi đã dũng cảm hoàn tất các giờ học trong những ngôi trường thiếu tiện nghi. Và nếu chúng đủ may mắn để vào đại học, bạn sẽ một lần nữa đầu đầu với khoản học phí tăng vùng vụt cứ liên tục đến hạn cũng đừng trong môn chúng có thể hoàn trả cho bạn. Không như những thế hệ trước, rất ít người Mỹ trẻ ngày nay có thể mong đợi hợp lý là sẽ kiếm được số tiền trong suốt đời mình nhiều hơn cha mẹ họ đã kiếm được. Cảm thấy lo lắng ư? Nếu có, bạn không chỉ một mình. 72% người Mỹ vẫn nghĩ rằng quốc gia đang trong tình trạng suy thoái và theo cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 12 năm 2015, chỉ một phần tư dân Mỹ nghĩ rằng đất nước của họ đang đi đúng hướng. Cái nhìn bi quan này không chỉ xuất hiện ở Mỹ. Một khảo sát gần đây cho thấy chỉ có 47% người Israel, 38% người Nga, 35% người Thổ Nhĩ Kỳ và 20% người Pháp chờ đợi triển vọng kinh tế của họ sẽ sáng sủa hơn trong năm tới. Điều khiến ta mất tinh thần hơn nữa là nhiều người trong chúng ta vẫn đang bị sốc Cách đây không lâu, các chuyên gia và chính khách còn đảm bảo với ta rằng thời kỳ tốt đẹp vẫn ở đâu đây. Hẳn các bạn còn nhớ những năm 2000, kỷ nguyên vàng son của sự tăng trưởng, tăng trưởng và tăng trưởng. Được tiếp nhiên liệu bởi sự đổi mới, nên giáo dục đại học và một thị trường bất động sản sôi sục đầu máy kinh tế Mỹ, cổ máy hùng mạnh nhất thế giới, gầm trú lao tới trước. Tình hình cũng tương tự ở hầu hết các nền kinh tế của các quốc gia khác trong suốt những năm bùng nổ 1999-2008 dường như nền kinh tế của bạn được đảm bảo sẽ tăng trưởng chừng nào nhịp tim tổng thống hay thủ tướng của bạn vẫn còn đập. Vào khoảng giữa thập kỷ trước, những thị trường mới nổi tăng trưởng bình quân hơn 7% một năm và thế giới đang phát triển bắt đầu tận hưởng sự thịnh vượng chưa từng thấy khoảng chừng 440 triệu người đã thoát cảnh đói nghèo chỉ trong vòng 10 năm. Đến năm 2007, khi tỷ lệ tăng trưởng của thị trường mới nổi đạt tới con số khủng khiếp 8,7%, tầng lớp trung lưu toàn cầu lên đến 1,8 tỷ người và ngay cả các nhà kinh tế học ngày thường dè dặt cũng bắt đầu tuyên bố chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên hội tụ Thời khắc đã được tiên đoán từ lâu, khi mà phần còn lại rốt cuộc sẽ bắt kịp các quốc gia phương Tây giàu có và rồi thảm họa xảy đến. Tháng 9 năm 2008, Lehman Brothers bốc hơi và nền kinh tế Mỹ loạn choạng. Không lâu sau, châu Âu cũng lâm bệnh. Thế rồi, như kịch bản trong một bộ phim zombie, đại dịch tràn sang thế giới đang phát triển khi những người phương Tây kẹt tiền ngừng mua nhiều smartphone và giày dép sản xuất ở nước ngoài, các xí nghiệp từ Thẩm Quyến cho tới Sài Gòn tới San Salvador bắt đầu đóng cửa. Những vụ đóng cửa này làm giảm sút nhu cầu nguyên liệu thô và kéo theo những siêu kho hàng của thế giới cũng bắt đầu lao đao. Với ít hàng hóa hơn để vận chuyển và những tài xế đầy ý thức tiết kiệm đang cắt giảm nhiên liệu, những gã khổng lồ hydrocarbon bắt đầu đau ốm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nga, chẳng hạn, đã từ 4.5% năm 2010 rơi xuống vùng số âm trong năm 2015. Khi cơn bão thổi qua khắp nền kinh tế toàn cầu, dự báo địa chính trị cũng trở nên u ám. Mùa xuân Ả Rập sớm bị dập tắt bởi những cơn gió lạnh lẽo khi các chế độ chuyên chế lấy lại quyền vị ở Ai Cập, Bahrain, và các nơi khác. Những cuộc nội chiến tàn khốc đã nổ ra từ đầu này vùng Trung Đông, Libya, cho tới đầu kia, Yemen, và không đâu chiến sự diễn ra ác liệt hơn là tại vùng trung tâm của nó, Syria. Rồi lại đến mùa xuân và mùa hạ kinh hoàng của năm 2014. Bắc Kinh gia tăng trò hiếp đáp ở Biển Đông, hạ đặt giàn khoan, xây sân bay, và đưa quân chiếm đóng những giải sang hô và giải cát ngầm đang tranh chấp. Crimea trở thành một phần của Nga, một chi nhánh vô danh trước kia của Al-Qaeda được biết đến với biệt danh Daesh hoặc ISIS, ô ạt tỏa ra từ những vùng đất cằn cỗi của Syria và tràn vào Iraq. Những chiến binh của nó đã xóa bỏ đường biên giới năm 1918, chiếm cứ một phần ba quốc gia, bao gồm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq cùng với những giếng dầu và hàng trăm triệu đô trị giá trang thiết bị hậu cần quân sự của Mỹ tự xưng mình là nhà nước hồi giáo và sau đó bắt đầu tra tấn và chặt đầu các công dân Iraq và Syria để bắt khuất phục. Ở Tây Phi, trong khi đó Boko Haram, một chi phái hồi giáo khác máu khác, tàn sát khoảng 10.000 nạn nhân và đại dịch chết người Ebola bắt đầu lan tràn ra khắp khu vực, giết chết 10.000 nhân mạng ở Liberia, Sierra Leone, Guinea và nhiều nơi khác. Mọi chuyện được cho là đã tốt hơn vào năm 2015 và 2016, chỉ vì thật khó để hình dung chúng có thể tồi tệ thêm. Nhưng chỉ với rất ít ngoại lệ, đáng kể nhất là thỏa thuận hạt nhân Mỹ-Iran. Thực sự đã trở nên bi thảm hơn. Vào tháng 1, những kẻ khủng bố hồi giáo đã tấn công một tạp chí trào phúng có trụ sở tại paris charlie hedbo bảy năm sau đại suy thoái tăng trưởng kinh tế vẫn thấp hơn mức trung bình trước khủng hoảng ở mọi khu vực lớn của thế giới hy lạp loạn choạng trên bờ vực phá sản và bằng việc để lộ những trạng nước sâu sắc bên trong liên minh châu âu đe dọa hạ bệ toàn bộ dự án mái nhà chung Is siết chặt gọng kìm trên lãnh thổ mới của nó, leo thang những hành động tàn ác, và rồi, khi bắt đầu mất địa bàn, đã điên cuồng dơ nanh múa vuốt ra bên ngoài, tấn công máy bay dân sự trên bán đảo Sinai vào tháng 10, tấn công Paris lần nữa vào tháng 11, xúi dục hai người California phạm tội giết người hàng loạt vào tháng 12 và sát hại hơn 30 người vô tội ở Brussels, vào tháng 3 năm 2016. Iran và Nga đã gia tăng can thiệp vào Syria, làm trầm trọng thêm nạn bạo lực ở đây. Ả Rập Saudi và các đồng minh vùng vịnh với sự can thiệp vụn về vào cuộc nội chiến Yemen đã giết hại hàng ngàn người vô tội và khiến cho chi nhánh Khaida ở đây phát triển mạnh mẽ. Hàng triệu người tị nạn tuyệt vọng tháo chạy khỏi khu vực, nhiều người trốn sang châu Âu, nơi họ đã gây nên sự hoảng loạn những phản ứng dữ dội từ những thành phần bản địa bài ngoại và nhiều sự tranh cãi hơn nữa trong lòng âu châu và nền kinh tế trung quốc cũng xấu đi cùng với sự sụt giảm bất thình lình về giá cả hàng hóa trên khắp thế giới đã làm phôi pha chút vẻ hào nhoáng còn sót lại nơi hầu hết những thị trường mới nổi ngoài ấn độ và một vài điểm sáng khác thế giới dường như đang bước vào kỷ nguyên ảm đạm của tăng trưởng trì trệ. Giữa những năm 2010 và 2015, tỷ lệ tăng trưởng trung bình của thị trường mới nổi từ 7.4% rơi tuột xuống còn 3.8% và cả hành tinh dường như đang trượt dài trong một cuộc khủng hoảng khác. Những biến cố này hẳn đã đủ gây hốt hoảng. Tướng Martin Dempsey, cựu chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã thâu tóm rất đắt hiện trạng khi ông gọi nó là thời điểm nguy hiểm nhất trong đời ông thế nhưng điều khiến cho giai đoạn này thậm chí trở nên đáng sợ hơn là cái cách mà chúng dường như phơi bày hai khuynh hướng gây hoang mang hơn nữa thứ nhất là sự tan rã từ từ của những quốc gia dân tộc trong trật tự westphalia trong nhiều khu vực của địa cầu bao gồm vùng trung đông vùng sahel khu vực ranh giới nằm giữa sahara về phía bắc và khu vực màu mỡ hơn về phía nam ở châu phi và vùng ngoại vi nước nga thứ hai nhiều trong số những biến cố này dường như làm nổi bật sự suy yếu ngày một trầm trọng ngay tại cốt lõi của trật tự thế giới tự do pháp trị trật tự đó đã được thiết lập bởi washington và những đồng minh của nó sau thế chiến thứ hai và được củng cố và mở rộng khi kết thúc chiến tranh lạnh nó đã mang lại sự thịnh vượng và hòa bình chưa từng có cho thế giới trong những năm sau đó ấy vậy mà giờ đây nó dường như đối mặt với nhiều hiểm họa trên nhiều bình diện hơn bao giờ hết tôi đã hứa với các bạn rằng đây sẽ là một quyển sách loan tin tốt lành và tôi biết cho đến lúc này thì hình như không phải vậy thứ lỗi cho tôi chúng ta sẽ sớm đến phần tin vui thôi tuy nhiên trước đó Tôi cần nói thêm một vài điều về thiên tự sự không vui mà tôi vừa đề cập tới. Một trong những tiền đề cơ bản của quyển sách này là trong khi những tiểu tiết của tất cả những vấn đề đang hủy hoại thế giới khác nhau, chúng có một căn nguyên sâu xa, sự thất bại của các chính khách trong việc lãnh đạo, cụ thể hơn, hầu hết chúng bắt nguồn từ sự thất bại của các nhà lãnh đạo nhằm sự trí thỏa đáng 10 vấn đề lớn. Phần nửa thuộc về chính trị và phần nửa thuộc về kinh tế, vốn đại diện cho một số những thách thức cam go và dai dẳng nhất mà các nhà nước đã đối mặt trong kỷ nguyên hiện đại. Sự bất lực của hầu hết chính phủ trong việc giải quyết chúng giúp lý giải phần nhiều mớ hỗn độn mà ta lâm vào ngày nay. Những thất bại liên tiếp này đã thuyết phục nhiều nhà phân tích rằng bản thân các vấn đề là không thể giải quyết được nhưng tôi nghĩ họ đã sai và trong 10 chương sắp tới tôi sẽ cố gắng chứng minh điều đó với bạn. Tuy nhiên, trước lúc ấy, ta nên đào sâu hơn chút nữa về các vấn đề. Làm như vậy sẽ nêu bật những cái giá nào phải trả, vốn quả thực rất cao, thực ra cao đến mức nếu các nhà lãnh đạo quốc gia vẫn không vượt qua những thách thức mà tôi sắp nêu, chúng sẽ đưa tất cả chúng ta vào một thời kỳ khó khăn và hỗn loạn thậm chí hơn cả những gì ta vừa mới trải qua. Chúng cũng sẽ bóp nghiệt sự phục hồi kinh tế hãy còn mong manh mà Hoa Kỳ và một vài quốc gia khác đang bắt đầu tận hưởng. Hiểu sâu xa các vấn đề cũng là bước đầu tiên tiến tới việc hiểu các giải pháp của chúng. Vì tiền đề cơ bản thứ hai của quyển sách này là trái với điều mà những người bi quan lập luận, tất cả những vấn đề này thực ra có thể khắc phục được và không chỉ trên lý thuyết mà thôi, câu trả lời đã nằm sẵn ngoài kia. Như 10 chương sau sẽ cho thấy, một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo với tư duy độc lập thường bị đánh giá thấp đã thách đố tất cả những quy luật và kỳ vọng bình thường và tìm ra chúng. Tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy họ đã làm như thế nào. Mỗi chương sẽ kể câu chuyện về một chính phủ và một giải pháp, nhưng trước khi đến với họ, ta hãy nhìn kỹ hơn vào bản thân các vấn đề. 10 điều tệ hại. 1. Bất bình đẳng. Bất bình đẳng không phải là một hiện tượng mới, nó là sản phẩm phụ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản, nhưng bất bình đẳng là một khởi điểm tốt để bắt đầu cuộc khảo sát những điều bất ổn vì cách mà chúng đã định nghĩa thời đại chúng ta có lẽ còn hơn bất kỳ thử thách nào khác được bàn trong quyển sách này đang choáng hết tâm trí các chính trị gia những người phản đối cũng như dân thường bất bình đẳng cũng là con quái vật hai đầu khiến cho việc xử trí nó trở nên khó khăn gấp bội điều tôi muốn nói là bất bình đẳng vừa là hậu quả của một vài thách thức khác trong danh sách này vừa là nguyên nhân hay yếu tố góp phần làm trầm trọng thêm chúng bất bình đẳng kích thích tham nhũng kéo dài sự nghèo đói gây bất an trong dân chúng làm gia tăng chủ nghĩa bài ngoại làm trầm trọng thêm sự nản lòng của cá nhân và làm xói mòn niềm tin của công chúng vào nền dân chủ và thị trường tự do cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy nó thậm chí gây hại cho sức khỏe của bạn Người sống ở những cộng đồng bất bình đẳng thường có tuổi thọ trung bình thấp hơn người ở những cộng đồng bình đẳng hơn và sự bất bình đẳng vẫn ngày càng trầm trọng hơn. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD gần đây đã tiên đoán rằng nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn, khoảng cách giàu nghèo trên thế giới sẽ nới rộng thêm 30% trong năm thập niên tiếp theo. Bất chấp vấn đề này, hiện đã gây bất an vô cùng ngay cả trước khi nhà kinh tế học người Pháp Thomas Piketty trở thành một hiện tượng xuất bản năm 2014, cần vô cùng nhiều sự quan tâm của công chúng để biến một quyển sách kinh tế học dày cộp 700 trang thành một bestseller, nỗi bất an cũng đã gia tăng nhanh chóng. Trong phần đầu của thập niên này, những người biểu tình trong công viên Zuccotti ở New York và tại hơn 900 cuộc biểu tình khác trên khắp thế giới đã nhấn mạnh mức độ sâu rộng của sự bất mãn. Gần đây hơn, tình trạng bất ổn đã thúc đẩy sự trỗi dậy của các chính trị gia độc đáo như Bernie Sanders và Pablo Iglesias, Tourion của Tây Ban Nha thuộc cánh tả và Donald Trump và Marine Le Pen của Pháp thuộc phái cực hữu. Tâm trạng Âu La này không khó để hiểu được ở Hoa Kỳ, 20% dân số giàu nhất giờ đây mang về nhà phân nửa tổng số lợi tức hàng năm và 10% số người giàu nhất sở hữu hơn 3 phần tư tài sản quốc gia. Để diễn đạt bớt triệu tượng, 25 vị giám đốc của các quỹ đầu tư thanh khoản đứng đầu ở Mỹ có tổng thu nhập cao hơn 158.000 giáo viên mẫu giáo cộng lại và số người Mỹ sống trong cảnh nghèo đói xác sơ với 2 đô la hoặc ít hơn một ngày đã tăng gấp đôi trong hai thập niên qua. Trong khi đó, trên quy mô toàn cầu có một sự thật khó tin là 1% dân số giờ đây kiểm soát nhiều tài sản hơn tất cả phần còn lại của thế giới. Câu trả lời cho tất cả những sự bất công này xem ra thật rõ ràng. Chúng ta chỉ cần gia tăng phát triển kinh tế. Chiến lược này đã có hiệu quả trong quá khứ khi các quốc gia khuếch đại quy mô chiếc bánh kinh tế, mỗi người được hưởng một lát cắt lớn hơn. Đó là điều đã xảy ra ở Mỹ trong những năm ngay sau chiến tranh, và đó là điều xảy ra ở Trung Quốc sau khi nó đi theo chủ nghĩa tư bản vào cuối những năm 1970, và nhờ vậy đã kéo hơn một phần tư tỷ người thoát khỏi nghèo đói. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, công thức này đã sụp đổ, một mình sự tăng trưởng xem ra không còn có tác dụng của một chiếc đũa thần nữa. Trong giai đoạn cao trào tăng trưởng bùng nổ của Trung Quốc năm 1999-2000, chẳng hạn sự bất bình đẳng đã chạm tới những mức độ chưa từng thấy. Và một điều gì đó tương tự đã xảy ra ở Mỹ, nơi cực kỳ ít người Mỹ hưởng lợi từ sự phục hồi của quốc gia. Thực vậy, như đã nhận định trước đó, 3 phần tư dân Mỹ thậm chí không biết đất nước đang hồi phục. Tỷ lệ thất nghiệp có thể đã giảm mạnh, nhưng lương bổng, đặc biệt trong các khu vực dịch vụ như bán lẻ, nhà hàng và chăm sóc y tế tại gia cũng chịu chung số phận. Nghe có vẻ khó tin, mức lương trung bình của người Mỹ được điều chỉnh theo lạm phát đã đạt tới đỉnh cao nhất cách đây hơn 4 thập niên, năm 1973 nó đã luôn giảm sút kể từ đó. Theo nhà kinh tế học Robert Reich, sự suy giảm về mức lương xảy ra vì hầu hết những thành quả gần đây trong nền kinh tế Mỹ đã chảy vào chi phí quản trị, lợi nhuận tập đoàn và thị trường chứng khoán. Hệ thống thuế ở Mỹ vốn rất thiên vị người giàu qua nhiều sự cắt giảm và lỗ hổng đã không giúp được gì. Nhưng có nhiều sự lý giải sâu xa hơn về sự sụp đổ mối liên kết giữa tăng trưởng và bình đẳng, những lý do khởi đi từ sự toàn cầu hóa tới tự động hóa cho đến tham nhũng, cho tới sự chuyển dịch ở những nước phát triển từ ngành sản xuất sang dịch vụ tài chính, một ngành mang lại lợi ích một cách bất tương xứng cho một số ít người ở trên chóp đỉnh của nó. Khu vực tài chính giờ đây chiếm 41% tổng lợi nhuận tập đoàn ở Mỹ nhưng chỉ sử dụng có 6% lực lượng lao động. Những nghiên cứu gần đây cũng đã liên kết sự bất bình đẳng cao với tính di động xã hội thấp, vốn giúp giải thích vì sao vấn đề tỏ ra gia dẳng như vậy. Theo Alan Ruger, cựu chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Mỹ, chỉ báo tốt nhất hôm nay về việc người trẻ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong suốt quãng đời mình chính là số tiền mà cha mẹ họ đã làm ra được đó không phải là cách vận hành được nhìn thấy lâu nay của nước Mỹ, nhưng tình hình hiện tại là như vậy. 2. Nhập cư Mùa hè năm 2015, dòng người tị nạn khốn khổ chạy trốn cảnh bần cùng và sự hỗn loạn ở Trung Đông và Châu Phi, bất ngờ trở thành một cơn thác lũ. Cuộc di cư vĩ đại nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Hầu hết dòng thác di cư chảy về phía châu Âu, riêng nước Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người, gây ra những cơn sốt bài ngoại xấu xí và sự đấu đá kịch liệt giữa những nhà lãnh đạo của lục địa già và làm tả tơi thêm chiếc áo Âu Châu vốn dĩ đã rách nát. Tuy nhiên, ngay cả khi cuộc khủng hoảng này đang là chủ đề bao quát trên bàn thảo luận, một vấn đề liên quan nhưng to lớn và xưa hơn nhiều vẫn không ngừng dây dứt việc chính phủ của các nước phát triển từ chối đối xử một cách có lý trí với những người nhập cư bình thường vốn không phải chạy trốn chiến tranh hay sự bức hại như những người tị nạn mà chỉ đơn giản mong muốn tạo dựng cuộc sống tốt hơn cho bản thân và con cái họ trong những xứ sở mới sự thất bại trong việc xử trí thể loại nhập cư này đã được nêu bật một cách kịch tính ở hoa kỳ dù nó tuyệt nhiên không phải kẻ vi phạm tồi tệ nhất. Hầu như ngay từ đầu, cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa năm 2016 đã bị chi phối bởi cuộc tranh chấp lạ thường để xem ứng viên nào có thể đã kích vấn đề nhập cư và những người nhập cư bằng lời lẽ đanh ác nhất. Từ lâu, trước khi Donald Trump bắt đầu sử dụng những cuộc tấn công khủng bố năm 2015, như cái cớ để trút hết sự hằng học vào những người Hồi giáo. Ông đã khởi tạo không khí cho cuộc đua bằng việc ném những lời chua cay tùy tiện vào người da đen, người Do Thái, người Mexico và người châu Á, bằng việc hứa hẹn sẽ xây bức tường khổng lồ dọc biên giới phía nam nước Mỹ, bằng cam kết trục xuất tất cả người nhập cư phi pháp và bằng lời thề sẽ hủy bỏ điều khoản về quyền công dân hiến định từ lúc chào đời. Trao tư cách công dân cho bất kỳ ai sinh ra ở Mỹ, nóng lòng đến tuyệt vọng để khai thác nguồn cảm hứng phong phú khởi từ nỗi âu lo và sự mù quáng của người da trắng. Nhiều trong số những địch thủ được cho là chính chắn hơn ông đã sớm hành xử theo lối đó mặc dù không ai bị kịp Donald Trump về độ chua ngoa, hầu hết đều sẵn lòng lặp lại quan điểm bài ngoại của ông bằng những lời lẽ lịch sự hơn. Cảnh tượng này chẳng những hèn hạ, gây chán chường và cực kỳ phi mỹ, nó còn rất ư kỳ cục. Bất chấp nỗi sợ hãi gây ra bởi sự xáo trộn kinh tế và chủ nghĩa khủng bố, việc tấn công những người nhập cư và sự nhập cư là hành động tự sát về chính trị trong một quốc gia nơi bạn không thể ngồi vào phòng bầu dục mà không có sự ủng hộ của nhóm người thiểu số người ta cũng khó lòng tìm ra một vấn đề khác nơi nhu cầu cải cách quá bức thiết như thế và nơi mà những lợi ích của sự thay đổi là sâu rộng đến vậy đó là vì trước hết hệ thống hiện thời ở mỹ vốn đã hà khắc theo những điều luật hiện hành chính quyền liên bang đã trục xuất gần 3 triệu người nhập cư phi pháp, hay khoảng 1.001 người mỗi ngày kể từ năm 2008. Chú thích, năm 2014 và 2015, chính quyền Obama đã cố gắng hạ thấp con số này phần nào, nhưng thành công rất hạn chế. Hết chú thích. Điều này cũng rất phi lý. Các trường đại học Mỹ ngày nay đào tạo ra nhiều sinh viên trẻ ưu tú nhất thế giới, Vậy mà chính phủ Mỹ sau đó lại gửi trả họ về quê nhà để lập nghiệp và tạo ra công ăn việc làm ở nơi khác. Đây đơn giản là chính sách điên rồ, xét tới việc 60% số công ty công nghệ hàng đầu ở Thung lũng Silicon được điều hành bởi những người nhập cư thế hệ đầu hoặc hai, các CEO hàng đầu của Mỹ hiểu rõ vấn đề này, được lãnh đạo bởi ông chủ Facebook Mark Zuckerberg một số họ đã thành lập một siêu PAC để đấu tranh cho sự cải cách. Những người Mỹ bình thường cũng hiểu, theo các cuộc thăm dò gần đây, hơn 70% số người Mỹ ủng hộ việc tự do hóa bộ luật nhập cư của quốc gia. Việc thay đổi hệ thống sẽ mang đến lợi ích vật chất to lớn. Hầu hết người nhập cư có nhiều tham vọng và làm việc chăm chỉ. Bạn phải bứng trễ cả gia đình và đưa đi xa nửa vòng trái đất. Trái với lẽ thường, người nhập cư không tranh mất việc làm hay hạ thấp mức lương. Họ cũng không làm gia tăng tình trạng mất trật tự. Một báo cáo năm 2015 của Viện Hàng Lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y tế Quốc gia National Academies of Science, Engineering and Medicine cho hay rằng ở Mỹ tỷ lệ người nhập cư từ 18 đến 39 tuổi bị tống giam chỉ bằng một phần tư so với công dân sinh ở địa phương và nghiên cứu tiến hành ở nhiều quốc gia khác đã cho ra các kết quả tương tự. Người nhập cư cũng có nhiều khả năng khởi lập doanh nghiệp mới hơn. Chỉ cần Mỹ hợp thức hóa thân phận những công nhân không giấy tờ sẵn có trong quốc gia này, một nghiên cứu gần đây nữa tính toán, mức lương được tăng lên của họ sẽ làm gia tăng tổng thu nhập cá nhân lên 30 tới 36 tỷ đô la chỉ trong 3 năm. Tất cả số tiền mặt đó cũng sẽ làm phát sinh tới 5,4 tỷ đô la tiền thuế và đủ sức chi tiêu để tạo ra 750.000 đến 900.000 việc làm mới. Trong trường hợp những luận cứ kinh tế và nhân bản này vì lý do nào đó không thuyết phục được bạn, một vấn đề khác đang nổi lên sẽ biện hộ cho sự thay đổi như một quyết định không cần nhiều cân nhắc và không chỉ ở hoa kỳ mà thôi hầu hết các nền dân chủ có trình độ công nghiệp hóa tiên tiến đều già đi nhanh chóng và rất ít trong số chúng sinh ra đủ trẻ em để bù đắp cho nền dân số đang trở nên già nua trừ phi họ tìm ra một cách thức hữu hiệu để tiếp nhận số lượng lớn người ngoài các quốc gia từ pháp đến nhật nơi dân số vốn dĩ đang teo tóp lại, sẽ đối mặt với sự sụp đổ kinh tế. Và ý tôi muốn nói đến những con số thật sự lớn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD ước tính rằng để duy trì tốc độ tăng trưởng khá khiêm tốn 3% trong 50 năm tiếp theo, Hoa Kỳ và châu Âu sẽ cần tiếp nhận 50 triệu người nhập cư. Đúng thật, là một vài quốc gia giàu có đã có những chính sách nhập cư khá dễ dãi, nhưng vì cách kết cấu của hầu hết, chúng giải quyết bao nhiêu thì lại tạo ra từng ấy vấn đề. Như Đức, chẳng hạn, đã tỏ ra trọng lượng lạ thường khi gian tay tiếp nhận người tị nạn, không như Hoa Kỳ. Nhưng trong nhiều năm, Đức cũng khiến cho việc những người nhập cư hợp pháp giành được quyền công dân hầu như là điều không thể. Điều này tạo ra một tầng lớp thiểu số dưới cùng đông đảo đầy phẫn nộ, sự thất bại trong việc hòa nhập thích đáng những cư dân này, một lỗi lầm phạm phải bởi nhiều quốc gia Bắc Âu khác, và ngay cả Vương quốc Anh đã kích động họ trở nên những phần tử quá khích và tạo ra những phản ứng tiêu cực xấu xí giữa phần công chúng còn lại. Chỉ riêng Đức, đã chịu đựng hơn 200 cuộc tấn công nhắm vào những người nhập cư và các cơ quan di trú trong nửa đầu năm 2015. Những kẻ phá hoại đã đốt rụi ba nhà thờ Hồi giáo ở Thụy Điển trong khoảng cùng thời gian, và một đảng chống nhập cư giành được sự ủng hộ áp đảo trong các cuộc thăm dò. Điều tương tự cũng xảy ra ở Đan Mạch. Nhưng thay vì chống lại sự cố chấp mù quáng, hầu hết các chính khách Âu Châu đều nuông chiều theo nó. Vào tháng 5 năm 2015, Thủ tướng David Cameron, bất chấp việc mới tái đắc cử, đã hứa thắt chặt hạn ngạch nhập cư vốn đã eo hẹp của Anh và luận điệu khoa trương ở Hoa Kỳ thì ngày càng ngớ ngẩn. Nỗi sợ hãi của đảng Cộng Hòa, thậm chí với việc nhắc đến từ cải cách nhập cư, ác hẳn sẽ rất buồn cười nếu nó không nghe có vẻ bi thảm và thất sách đến vậy. Trong năm 2014, chẳng hạn, các nghị sĩ bảo thủ trong quốc hội đã cự tuyệt một dự luật vốn cho phép người Canada về hưu được lưu trú lâu hơn một chút ở Florida mỗi mùa đông. Hãy quên Trump và miếng mồi chủng tộc mang hơi hướng phát xít của ông trong chốc lát. Bạn chỉ cần biết mình gặp bất ổn khi bóng dáng của một vài trọc phú tóc bạc phơ xứ lạnh tắm nắng trên biển Sere Soda là đủ khiến cho những nhà lãnh đạo chính trị của bạn nháo nhào chạy trốn. 3. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan Khi cuộc chiến tại Syria nổ ra năm 2011, nhiều nhà phân tích chính sách đối ngoại, trong đó có tôi, cho rằng một lý do quan trọng mà Hoa Kỳ và các đồng minh nên can thiệp là để ngăn chặn làn sóng cực đoan hóa của cái đã từ lâu là một trong những nền dân số thế tục nhất ở trung đông nếu phương tây không giúp quân nổi dậy chúng tôi lập luận những kẻ phiến loạn ấy sẽ sớm tìm kiếm sự giúp đỡ ở nơi khác và chúng ta sẽ không thích những hậu quả của nó đó tất nhiên chính xác là điều đã xảy ra khi phương tây giao động qatar ả rập saudi và thổ nhĩ kỳ đã chen chân vào và cung cấp cho các phiến quân hồi giáo cực đoan hơn hàng tỷ đô la viện trợ vũ khí và huấn luyện bị buộc phải tự xoay sở quân nổi dậy ôn hòa chẳng mấy chốc bị kẹt cứng giữa hai gọng kềm của quân đội assad và phiến quân cực đoan cùng thời gian đó nhiều người hồi giáo sunni từ bên ngoài khu vực bắt đầu lũ lượt đổ vào Syria để đầu quân cho phong trào thánh chiến hồi giáo. Đến tháng 12 năm 2015, ước tính khoảng 30.000 người đến từ 86 quốc gia, nhiều hơn số lính nước ngoài chiến đấu với người Afghanistan trong suốt cuộc chiến 9 năm với Liên Xô đã gia nhập cuộc chiến. Nhà nước hồi giáo vốn mang đến cho các tân binh mức lương cao ngất, nô lệ tình dục và triển vọng giúp tạo ra một vương quốc hồi giáo mới caliphate đã tỏ ra có sức hút mạnh mẽ đối với những chiến binh thánh chiến khát máu mặc dù nhóm này có thể thu hút hầu hết sự chú ý bằng sự dã man trên chiến trường nhưng đó tuyệt nhiên không phải là hiểm họa duy nhất mà nó đặt ra các chi nhánh của is đã bắn rơi một máy bay nga trên bán đảo sinai vào tháng 10 năm 2015, làm thiệt mạng 224 người, hạ sát 130 người nữa ở Paris vào tháng 11 và giết thêm 35 người ở Brussels vào tháng 3 năm 2016. Nhóm này giờ đây tuyên bố đã có chi nhánh ở Afghanistan, Algeria, Libya, Nigeria, Ả Rập Saudi, Somalia và Yemen và nó đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những con sói đơn độc bất mãn như những biến cố bi thảm ngày 2 tháng 12 ở San Bernardino đã chứng tỏ. Trong khi đó, Al-Qaeda cũng vẫn là một hiểm họa có thực với đầy đủ khả năng tiến hành và xúi dục các cuộc tấn công đẫm máu. Và theo Seth Jones, thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Grand Corporation, Số lượng nhóm thánh chiến hồi giáo trên thế giới đã bùng nổ trong những năm gần đây, gia tăng tới 58% giữa những năm 2010 và 2013 và kể từ đó không ngừng lớn lên. Trong năm 2014, năm sau cùng mà các số liệu tiếp cận được, thế giới đã chịu đựng số vụ tấn công khủng bố nhiều hơn 39% so với năm trước và số người chết nhiều hơn 83% các quốc gia xa xôi tận Bangladesh và Thái Lan cũng được để mắt tới. Chuyện gì đang xảy ra? Người ta chẳng cho là vụ tiêu diệt Osama Bin Laden và chiến dịch máy bay không người lái của Washington đã gây tổn thất to lớn cho phong trào thánh chiến Hồi giáo toàn cầu đó ư. Ba nhân tố giải thích cho sự trỗi dậy của nó. Thứ nhất, như đã đề cập trước đó, Syria và miền Bắc Iraq đã trở thành cái lồng ấp khổng lồ của những kẻ khủng bố tương lai từ khắp thế giới. Thứ hai, bất chấp đầu não Al-Qaeda đã suy yếu trầm trọng bởi các chiến dịch công kích do Mỹ duy trì, nhóm này đã phân trả thành từng mảnh, cho phép các lực lượng nhỏ nồng cốt vốn được tiếp lửa bởi những mối bất bình ở địa phương được tự quyết kế tục ngọn cờ. Nhớ rằng đây là cách mà IS đã hình thành cuối cùng dù hồi giáo cực đoan là hệ tư tưởng đã thoái trào trong suốt những tháng đầu của mùa xuân ả rập khi những cuộc cách mạng quần chúng ôn hòa dường như mang lại một phương án thay thế không đổ máu cho các nhóm cực đoan và các chế độ bạo ngược của thế giới hồi giáo những phản ứng độc đoán tàn bạo sau đó được phương tây hoặc ngầm ủng hộ hoặc đơn giản làm ngơ đã tạo nên một thế hệ hoàn toàn mới những người ủng hộ thánh chiến hồi giáo hung hãn. Hết lời nói đầu một. Voi FM. Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiên và ngủ theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng. Còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.